Trong video lần này mình sẽ chia sẻ về ý nghĩa của việc lập di chúc. Về cái chủ đề này thì trước đây mình đã từng làm một video chia sẻ rồi. Tuy nhiên trải qua thêm 3 năm đi làm luật sư thực tế đó, mình có thêm một số trải nghiệm. Do đó lần này mình chia sẻ lại cái chủ đề là ý nghĩa của việc lập di chúc, để chúng ta có thêm được nhiều góc nhìn liên quan đến việc lập di chúc. Mình hy vọng video lần này sẽ có một chút xíu nội dung nào đó hỗ trợ cho các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu tìm công ty luật, thuê luật sư để làm những cái vụ việc của các bạn đó, hoặc là thuê luật sư để làm di chúc, các bạn có thể liên hệ với mình theo thông tin mình để trên màn hình ha. Về ý nghĩa của di chúc thì tùy quan điểm của mỗi người trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu pháp luật đó và trải nghiệm trong quá trình làm việc thì nó sẽ thấy những cái ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì mình thấy có những cái ý nghĩa mình để trên màn hình cho các bạn dễ theo dõi đó. Đầu tiên là ý nghĩa về mặt pháp luật. Sau khi một người qua đời các bạn, nếu như mà họ có tài sản đó, dưới góc độ pháp luật họ sẽ xét hai cái thứ tự. Đầu tiên là xét có di chúc hay không. Nếu như một người chết mà có để lại di chúc thì người ta sẽ xem xét là cái di chúc đó có hợp pháp hay không, rồi người thừa kế được thừa kế những tài sản gì. Và sau đó nếu như không có di chúc thì người ta xét đến là thừa kế theo pháp luật. Khi nói đến thừa kế theo pháp luật thì người ta sẽ xét đến là hàng thừa kế. Ví dụ hàng thừa kế thứ nhất bao gồm là cha, mẹ, vợ hoặc chồng, bà, con của người để lại di sản. Do đó về mặt pháp luật thì nếu có di chúc nó sẽ phân định rất là rõ ràng trường hợp thừa kế. Có di chúc thì sẽ là thừa kế theo di chúc, còn không có di chúc thì mới chia thừa kế theo pháp luật. Và trong trường hợp một người họ chết mà họ để lại nhiều tài sản, ví dụ họ có 10 cái tài sản mà họ chỉ lập di chúc định đoạt có 5 cái tài sản thôi, còn 5 cái tài sản còn lại họ không có định đoạt bằng bất kỳ một cái di chúc nào, thì 5 cái tài sản đó sẽ được chia theo pháp luật, là xét theo hàng thừa kế đó. Khác biệt rất là lớn giữa chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật đó là cái phần thừa kế. Khi mà các bạn chia thừa kế theo di chúc thì miễn sao cái di chúc đó hợp pháp, họ định đoạt lại có thể là cho cái phần lớn cái tài sản của họ cho một người nào đó. Còn trong thừa kế theo pháp luật là tất cả những người thừa kế trong cùng một hàng thừa kế sẽ được chia đều. Ví dụ như là ba mẹ có để lại một căn nhà mà có 5 người con. Lúc ba mẹ mất thì không còn ông bà gì hết, thì 5 người con đó được xem là hàng thừa kế thứ nhất. Và cái căn nhà, cái miếng đất đó sẽ được chia đều cho tổng cộng là 5 người con đó, nếu mà chúng ta xét thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên nếu như có di chúc, ba mẹ hoàn toàn có quyền định đoạt. Ba mẹ thấy là mình có 5 người con nhưng mà có 3 đứa con thì nó cũng khá giả, cuộc sống nó cũng tốt, nó cũng có tài sản riêng rồi. Bây giờ mình định đoạt là tài sản của hai vợ chồng thì để lại cho hai đứa con thôi, còn ba đứa con kia thì nó có tài sản rồi, không để lại cho nó nữa. Cái điểm khác biệt rất là lớn giữa chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật đó là cái phần thừa kế của những người thừa kế đó có thể là nó sẽ chênh lệch rất là nhiều. Và ý nghĩa tiếp theo của việc lập di chúc đó là nó thể hiện được ý chí của cái người để lại di sản các bạn. Mình đã gặp nhiều trường hợp, ví dụ như là có một cô, chồng cô đã chết trước đó rồi, cô cũng không còn cha mẹ, cô chỉ có hai người con thôi. Nếu như cô không có lập di chúc, sau khi cô qua đời thì cái tài sản của cô sẽ được chia đều cho hai người con theo cái dạng là chia thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên là cô gặp mình xong cô nói là cô biết con của cô, hai đứa con sẽ được chia đều cái phần tài sản của cô, nhưng mà cô vẫn muốn lập di chúc để thể hiện cái ý chí, cái nguyện vọng của cô, để sau này mà cô có qua đời đó, con của cô sẽ nhìn vào cái di chúc đó, nó sẽ thấy, nó sẽ hiểu là lúc đó mẹ của mình có nguyện vọng như vậy, lập di chúc để cho hai anh em đều được thừa kế cái tài sản này. Và khách hàng của mình cũng có chia sẻ thêm là con của cô được cô cho ăn học rất là đàng hoàng. Cô nghĩ và cô hy vọng là đến lúc mà cô qua đời, con của cô khi nhìn vào cái di chúc mà cô lập đó, nó sẽ không so đo tính toán thiệt hơn với anh chị em còn lại. Mà lấy ví dụ các bạn thấy đó là ngay cả khi không có di chúc, cái tài sản nó vẫn chia đều cho hai người con thôi, nhưng mà khách hàng họ vẫn có nhu cầu lập di chúc để họ ghi cái ý chí, cái nguyện vọng của họ. Và trên di chúc, ngay cả di chúc đi công chứng chứng thực nha, nó vẫn có cái đoạn là ký tên lăn tay điểm chỉ đó. Người ta mong muốn là ý chí nguyện vọng của người ta và có một cái bút tích để lại, để sau này con người ta nhìn vào thấy ý chí nguyện vọng và nó còn thấy có chữ viết của ba mẹ mình, nó giống như là một cái gì đó là kỷ niệm. Cho nên không phải ý nghĩa di chúc là mình lập di chúc để cho người này phần hơn, người kia phần không có bằng. Ngay cả khi lập di chúc nó vẫn chia đều giống như là trong trường hợp chia thừa kế theo pháp luật, nhưng mà khách hàng họ vẫn có nhu cầu lập di chúc là như vậy. Và thêm một cái ý nghĩa của việc lập di chúc đó là nó tạo ra một cái sự an tâm cho cái người lập di chúc các bạn. Bởi vì khi lập di chúc thì cái tài sản mà chúng ta định đoạt trên di chúc đó nó vẫn là thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Cái di chúc nó chỉ sử dụng khi mà cái người đó qua đời thôi. Cho nên là trong thời gian cái người này còn sống, họ vẫn là chủ sở hữu cái nhà, cái đất đó. Cho nên họ cảm thấy an tâm hơn và họ cảm thấy là mình vẫn sống trong nhà, trên đất của mình, thì cái cảm giác nó rất là khác. Những cô chú lớn tuổi thì họ sẽ có cảm giác đó các bạn. Mình không biết là những cái thế hệ trẻ có cảm giác như thế nào, nhưng mà trong vị trí của mình đã từng gặp nhiều cô chú khi lập di chúc đó, họ chia sẻ mình điểm đó là họ muốn có một cái sự an tâm.
họ vẫn biết là mình có quyền tặng cho con của mình, nhưng mà họ nghĩ là tặng cho rồi thì họ không còn ở trong căn nhà thuộc quyền sở hữu của họ nữa, thì nó sẽ không tạo được một cái sự an tâm, một cái chỗ dựa nào đó lúc mà người ta lớn tuổi. Rồi thêm một cái ý nghĩa tiếp theo của việc lập di chúc, đó là nó giúp cho những cái người còn sống, những người thừa kế đó các bạn, biết được là cái người chết họ có bao nhiêu cái tài sản. Cái ý nghĩa này thì nó thể hiện rõ nhất trong trường hợp là người lập di chúc đó, họ thể hiện đầy đủ tất cả những cái tài sản của họ ở trên cái di chúc. Sau khi họ qua đời, cái người thừa kế tiếp cận di chúc thì họ sẽ biết là ba hoặc mẹ hoặc là người để lại di sản đó, họ có tất cả những cái tài sản như thế nào. Ở chỗ này các bạn có một cái đợt mà mình thấy nó rất là tế luôn đó, là từ cái đợt dịch năm 2021 đó. Sau cái đợt đó có rất nhiều người qua đời, khi họ qua đời đột ngột không có lập di chúc, vợ hoặc chồng còn sống hoặc là những người con đó tiếp cận thông tin tài sản thì họ chỉ biết được những cái thông tin tài sản nào họ thấy, họ chứng kiến thôi. Lúc còn sống thì ba mẹ của mình sống trong căn nhà này thì biết chắc chắn là khả năng cái căn nhà đó là của ba mẹ của mình, nhưng mà có những cái tài sản khác, bởi vì con cái đâu phải ai cũng sống chung với ba mẹ, có những người họ không có sống chung, họ ở nước ngoài về, ba mẹ mua đất đai đầu tư ở những cái tỉnh khác, không có biết là ba mẹ mình có mua hay không, hoặc là ba mẹ mình có những cái tài khoản tiết kiệm. Nếu như mà mở tiết kiệm bản giấy thì về xem lại giấy tờ có khi là thấy, nhưng mà có khi ba mẹ mở tiết kiệm online thì cũng không có biết là mở tiết kiệm online ở ngân hàng nào, bởi vì nó có rất nhiều ngân hàng. Hiện tại theo thông tin mình biết, chưa có một cái hệ thống nào để giúp cho người ta là vào cái hệ thống đó gõ một cái số là căn cước công dân hoặc là cái số chứng minh nhân dân trước đây đó, thì nó sẽ thể hiện một kết quả tìm kiếm là tất cả thông tin, những cái tài sản của người đó ở trên cái đất nước Việt Nam này, từ thông tin bất động sản, nhà đất cho đến xe ô tô, xe máy, phần vốn góp trong công ty, rồi cổ phần gì đó, rồi cho đến những cái sổ tiết kiệm, là hiện tại chưa có cái kiểu tra cứu như vậy các bạn. Toàn bộ những thông tin tài sản của người chết để lại đó, tại thời điểm tháng 7 năm 2024, trong vị thế là mình là luật sư đó, là mình phải đi trích lục, phải đi tìm hiểu, gửi văn bản hỏi đâu này, gửi văn bản hỏi chỗ kia, chứ không phải tự nhiên có mình có một cái hệ thống mình bấm cái số căn cước công dân, họ tên, năm ngày tháng năm sinh gì đó vào đó, cái nó thể hiện ra tất cả những thông tin tài sản của người chết để lại, là hiện tại nó chưa có hệ thống đó nha các bạn. Cho nên ý nghĩa rất là lớn của việc lập di chúc là những người thừa kế họ sẽ biết rất rõ là người qua đời họ để lại những cái tài sản là cái gì, ở đâu. Lúc đó nó cái giúp cho nó cái việc khai nhận di sản, quản lý những cái di sản do người chết để lại nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Chứ nhiều khi không biết tài sản của ba mẹ mình để lại ở đâu, đặc biệt là tiền trong tài khoản ngân hàng đó. Trước đây mình có làm một video mà nói về cái chủ đề là thừa kế tiền trong tài khoản ngân hàng rồi. Nếu như ba mẹ của chúng ta mà có gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng mà chúng ta không biết có số tiền đó, và sau khi ba mẹ qua đời thì rất ít ngân hàng sẽ liên hệ với chúng ta để báo rằng là anh chị nên khai di sản và nhận cái số tiền này về đi, là không có. Rồi ý nghĩa tiếp theo của việc lập di chúc đó là nó làm hạn chế hoặc là nó làm giảm cái mức độ tranh chấp thừa kế sau này các bạn. Thật ra về mặt pháp luật các bạn, trong luật không có quy định là trong trường hợp người chết có để lại di chúc thì những người thừa kế mất quyền khởi kiện, không có quy định đó. Cho dù trong trường hợp người chết để lại có di chúc rồi đó, mà một người thừa kế họ không thấy thỏa mãn, họ đi khởi kiện ra tòa án, tòa vẫn thụ lý cái vụ án đó rất là bình thường. Ý nghĩa của di chúc trong trường hợp này đó là giống như nãy mình nói đó, nhưng cô khách hàng của mình có chia sẻ đó, trong trường hợp những người con thực sự là những người hiếu thảo nè, họ không tham lam và họ thực sự có hiểu biết đó các bạn, họ tôn trọng ý chí, tôn trọng nguyện vọng của ba mẹ lúc còn sống, cho nên họ sẽ không có tranh chấp. Họ tự cảm thấy là biết đủ, ba mẹ để lại cho mình là đủ rồi, vốn dĩ là cái tài sản đó không phải của mình. Có nhiều người họ nghĩ cũng rất là thoáng, cũng rất tích cực các bạn. Họ nghĩ là nếu như ba mẹ của mình không có tài sản thì lấy đâu ra mà chia cho mình. Còn trong trường hợp này ba mẹ mình có tài sản mà cũng có chia cho mình rồi, thì mình nên cảm thấy vui vì điều đó, không có phải là quá tính toán chi li nhỏ nhặt. Thì họ rất là vui vẻ trong cái việc nhận di sản các bạn, họ không có tranh chấp gì hết, ba mẹ để làm sao nhận vậy thôi. Và trong vị thế của những người được giáo dục đàng hoàng, họ sẽ cảm thấy xấu hổ nếu như mà mình đi tranh chấp, bởi vì rõ ràng ba mẹ của mình đã lập cái di chúc như vậy, ý chí của ba mẹ của mình đã thể hiện rõ như vậy rồi, tự nhiên ba mẹ mất cái anh em quay qua là tương tàn nhau, rồi tranh chấp, rồi mâu thuẫn, rồi tình cảm sứt mẻ, lúc đó họ sẽ cảm thấy xấu hổ. Và khi cảm thấy xấu hổ thì họ sẽ không có tranh giành và đi khởi kiện làm gì hết, họ muốn tôn trọng ý chí của cha mẹ và để cái việc phân chia di sản theo di chúc thôi. Còn đối với những trường hợp mà người ta không biết đủ, người ta tham lam, thì cho dù ba mẹ có lập 10 cái di chúc đi nữa, họ đi khởi kiện thì vẫn được thôi các bạn. Như mình nói đó, pháp luật không có ngăn cấm cái chuyện là có di chúc rồi anh mất quyền khởi kiện, vẫn được đi khởi kiện. Nhưng mà anh có thắng kiện hay không thì người ta sẽ xét vào chứng cứ. Tỷ lệ mà di chúc bị tuyên vô hiệu nó cũng thấp các bạn, chứ không phải là di chúc lúc nào cũng bị vô hiệu. Cho nên là anh có quyền đi khởi kiện đó, nhưng mà anh có thắng kiện hay không đó là một câu chuyện khác.
Và đi khởi kiện ngoài tòa án cũng không phải là một cái gì đó dễ dàng, nó là một cái quá trình cũng gian nan đó các bạn. Ngay cả bản thân mình là luật sư nè, mình đi khởi kiện một vụ án thừa kế mình nhiều khi mình cũng thấy ngán đó. Cho nên là trong vị thế của mình, thường mình tiếp xúc những cái vụ mà người ta muốn đi tranh chấp đó, mà mình đánh giá cái di chúc này nó hợp pháp và khi đi tranh chấp ra ngoài tòa nó cũng không thay đổi gì nhiều về cái quyền lợi, thì mình sẽ tư vấn khách hàng là không nên tranh chấp làm gì, vừa tốn tiền thuê luật sư rồi vừa tốn công sức, thời gian rồi tình cảm anh em sức mẻ, nói chung là rất là nhiều cái thứ xung quanh mà cái quyền lợi, cái lợi đạt được nó cũng không có tăng bao nhiêu hết, thì đi khởi kiện làm gì. Nhiều khi mình nói vui, khách hàng lấy một cái vụ thực tế là giống như mấy cái người mà các bạn thấy mấy cái vụ mà người ta đánh bạc đó, cuối cùng chơi xong người này nói thua, người kia nói thua, người kia nói không ăn không lỗ, cuối cùng tiền đi đâu? Tiền nó là vô nhà cái. Thì đi khởi kiện một cái vụ án mà tranh chấp chia thừa kế ngoài tòa cũng vậy đó, cái tài sản của ba mẹ nó cũng là cái nhiêu đó thôi. Nếu mà không tranh chấp ra tòa mình nhận được cái phần A, còn tranh chấp ra tòa mình tốn tiền nè, thuê luật sư nè, tốn tiền án phí nè, rồi tốn tiền chỗ này chỗ kia, tốn tiền làm này làm kia, cuối cùng còn nhận ít hơn cái phần A đáng lẽ ra không tranh chấp thì đã được nhận rồi, mà nó còn mệt mỏi, nó còn kéo dài nữa. Cho nên chỗ này mình thấy di chúc nó phát huy ý nghĩa rất là lớn đó các bạn. Rồi một cái ý nghĩa tiếp theo của việc lập di chúc đó là nó giúp cho những người nhận thừa kế đó các bạn, họ thực hiện cái thủ tục là khai nhận phân chia di sản dễ dàng hơn. Trong trường hợp ba mẹ mất mà không có để lại di chúc, khi những người con liên hệ văn phòng công chứng để nhận cái di sản theo cái trường hợp là thừa kế theo pháp luật, văn phòng công chứng sẽ yêu cầu chúng ta cung cấp nhiều hồ sơ, ở trong đó sẽ có những cái hồ sơ để chứng minh là ba mẹ có bao nhiêu người con và thông tin của những người con đó như thế nào để mà xác định hàng thừa kế ra sao. Rồi họ cũng sẽ hỏi thêm là cha mẹ là ông bà nội, ông bà ngoại đó mất hay chưa và thông tin khai tử như thế nào để giảm thiểu cái trường hợp là những người thừa kế liên hệ văn phòng công chứng phân chia di sản mà bỏ sót người thừa kế. Nói chung là những cái giấy tờ mà họ yêu cầu nó sẽ nhiều hơn trong trường hợp có di chúc. Bởi vì trong trường hợp có di chúc, khi các bạn đưa ra cái di chúc là cái rủi ro mà bỏ sót người thừa kế nó sẽ thấp hơn. Nếu có bỏ sót thì thường nó liên quan đến cái quy định là những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Ví dụ như là cha hoặc mẹ hoặc là vợ chồng hoặc là con chưa thành niên hoặc là con đã thành niên mà mất khả năng lao động đó. Nhưng mà những cái trường hợp đó thì cái tỷ lệ nó cũng ít. Nhìn chung so sánh giữa việc là thủ tục để khai nhận di sản theo pháp luật và thủ tục khai nhận di sản theo di chúc đó, nó rất là khác biệt nha các bạn, và cái mức độ khó nó cũng khác nhau. Khai nhận di sản theo di chúc nó sẽ đỡ vất vả hơn so với việc là khai nhận di sản theo pháp luật. Mà lấy ví dụ trên màn hình nè. Ví dụ A và B có tổng cộng là 5 người con. A và B có để lại nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi AB qua đời thì nó phát sinh cái nhu cầu là khai nhận phân chia di sản của AB để lại. AB có 5 người con thì trong đó có 3 người con đang ở nước ngoài và 3 người con đó họ cũng có điều kiện tốt trong cuộc sống rồi. Họ không muốn nhận hiện vật mà cũng không muốn nhận giá trị luôn. Họ để lại hết cho anh chị em là 2 người đang ở trong nước, đang sinh sống trong căn nhà đó. Đến lúc mà ra tổ chức hành nghề công chứng đó, mặc dù là ba người con kia họ từ chối rồi, nhưng mà không phải từ chối miệng, phải có văn bản. Cho nên lúc đó nó sẽ mất công cái chuyện là ba người ở nước ngoài họ phải sắp xếp thời gian công việc để đi ký cái việc là từ chối nhận di sản, trong khi là họ không có quyền lợi gì hết mà họ phải tốn công để làm những chuyện đó. Rồi những người ở trong nước thì họ cũng không có làm thủ tục nhanh chóng được để mà khai nhận di sản rồi định đoạt được cái tài sản đó. Còn trong trường hợp mà lấy ví dụ này luôn nha, trong trường hợp AB này qua đời mà có để lại di chúc định đoạt toàn bộ cái tài sản nó để lại cho hai người con ở trong nước thôi, thì đến lúc liên hệ tổ chức hành nghề công chứng để khai nhận di sản theo di chúc đó, nó sẽ không có liên quan gì đến ba cái người ở nước ngoài nữa. Hai cái người ở trong nước hoàn toàn có thể tự đi thu thập hồ sơ để nộp cho tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện cái việc khai nhận di sản theo di chúc. Trong hai cái ví dụ nãy giờ mình nói với các bạn đó, cuối cùng cái tài sản nó vẫn thuộc về hai người con ở trong nước, ba người con ở nước ngoài đâu có nhận cái phần nào đâu. Nhưng mà nó có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa việc là phân chia di sản theo pháp luật và khai nhận di sản theo di chúc đó, cho nên ở chỗ này là các bạn lưu ý ha. Mình chia sẻ về điểm khác biệt giữa lập di chúc và việc tặng cho tài sản cho con cái đó. Khi mà chúng ta lập di chúc thì cái tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng ta. Người thừa kế theo di chúc đó, họ chỉ sử dụng được cái di chúc đó khi mà người lập di chúc qua đời. Còn lúc người lập di chúc còn sống thì cái di chúc đó nó không có sử dụng được các bạn. Cho nên là người lập di chúc vẫn là chủ sở hữu của cái tài sản đó trong thời gian mà họ còn sống. Khi mà người lập di chúc vẫn còn là chủ sở hữu cái tài sản đó thì nó tạo ra cho người ta được một cái tâm thế đó là người ta an tâm hơn. Trên thực tế có khi người ta sẽ nhận được những cái sự yêu thương, cho dù là những cái sự yêu thương đó có khi nó là giả tạo. Nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với việc là bị đối xử thậm tệ hoặc là bị ngược đãi. Bởi vì thực tế mình thấy rồi, có những cô chú lớn tuổi họ không có lập di chúc mà họ làm hợp đồng tặng cho con của mình đó. Sau khi là hợp đồng tặng cho rồi, cái người chủ sở hữu mới đó là con của họ. Cho nên là có khi nó có những
cái sự không có vui, đối xử nó không có giống như là cái lúc mà ba mẹ vẫn còn là chủ sở hữu căn nhà đó. Những cô chú mà bình thường mình lập di chúc cho, cô chú vẫn mong muốn có một cái nguyện vọng, đó là di chúc nó giúp cho cô chú cảm thấy có một cái sự an toàn, một cái vị thế chủ động hơn ở trong chính căn nhà của mình. Chứ nhiều khi mà tặng cho rồi là mai mốt mình rơi vào thế bị động thì nó cũng rất là khổ tâm. Và trong trường hợp lập di chúc rồi, cái người lập di chúc vẫn có quyền thay đổi di chúc đó các bạn, chứ không phải là lập di chúc là lập một lần để cả đời không được sửa. Một người có quyền lập rất là nhiều lần di chúc, miễn sao là mình đủ điều kiện lập di chúc là mình có thể sửa di chúc đó. Ví dụ mình lập di chúc rồi mình thấy là nó có cái gì đó kỳ kỳ, rồi mình cảm thấy nó không có giống như là lúc trước nữa, mình suy nghĩ lại rồi mình để lại di chúc cho một người khác thì vẫn được. Và trong thời gian mà chúng ta lập di chúc thì đối với cái tài sản đó, ví dụ một ngày mình cần tiền, mình vẫn có thể chuyển nhượng cho người khác rất là bình thường. Cái di chúc đó nó không hạn chế cái quyền của chủ sở hữu trong cái mong muốn là định đoạt cái tài sản đó, là bán, chuyển nhượng cho người khác lấy tiền. Cái di chúc đó chỉ sử dụng khi mà người lập di chúc qua đời, cho nên là trong thời gian người lập di chúc còn sống, họ vẫn có thể định đoạt đối với cái tài sản đó, chứ không có bị ràng buộc là lập di chúc rồi thì mình không có được bán, không được định đoạt gì hết liên quan đến cái tài sản đó ha. Còn đối với việc tặng cho luôn cái tài sản đó cho người thừa kế, cái người tặng cho đó sẽ không còn là chủ sở hữu của cái tài sản đó nữa. Cái người được tặng cho đó, sau khi được nhận tài sản tặng cho rồi, họ có những cái sự thay đổi trong tính cách hoặc là cách đối xử với cái người tặng cho, thì khi đó mình muốn đổi ý cũng rất là khó các bạn. Bởi vì hợp đồng tặng cho đã phát sinh hiệu lực rồi, cái người nhận tặng cho đó họ đã làm thủ tục pháp lý để chuyển tên chủ sở hữu từ cái người cũ sang tên của họ rồi. Khi mà các bạn đổi ý rất là khó, bởi vì không phải trường hợp nào cũng có cơ sở để hủy được cái hợp đồng tặng cho đó. Trong cái tình huống là mình bị đối xử tệ bạc mà chúng ta không có đổi ý được, lúc đó chúng ta có cảm thấy có một cái sự gì đó nó ấm ức, có một cái sự gì đó rất là thiệt thòi. Cái tài sản đó giờ đâu còn đứng tên mình nữa, cho nên dẫn đến là một cái vị thế rất là bị động. Rồi cái người được tặng cho đó, có khi họ gặp những khó khăn trong cuộc sống, họ vay tiền rồi họ mắc nợ, phải thi hành án, hoặc là đem cái tài sản đi thế chấp ngân hàng, đến lúc không trả nợ được nữa thì ngân hàng đến xử lý cái tài sản thế chấp, dẫn đến rủi ro là tới tuổi lớn tuổi mình sống ở đâu, nhà tặng cho rồi bị thi hành án, rồi bị ngân hàng xử lý tài sản thế chấp để mà thu hồi nợ. Cái người được tặng cho đến một cái tuổi lớn tuổi họ sẽ cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống. Rồi nói về hậu quả không mong muốn của di chúc thì nó cũng có nhiều hậu quả đó, nhưng mà trong video này mình kể một số cái hậu quả cho các bạn tham khảo ha. Cái rủi ro đầu tiên đó là những người thừa kế không biết được người chết để lại những cái tài sản gì. Ít ra có di chúc thì đọc di chúc xong chúng ta sẽ biết là người chết có để lại những cái di sản là những cái tài sản ABCD này nè. Còn không có di chúc, những người thừa kế theo pháp luật có khi phải đi tìm hiểu, đi tìm tòi, nói chung là nó mất nhiều thời gian để biết được là cái người chết để lại bao nhiêu cái tài sản và nó nằm ở đâu, giấy tờ ra làm sao để mà làm thủ tục khai nhận di sản theo pháp luật. Thêm một cái hậu quả không mong muốn nữa là di sản có thể được chia cho những người không mong muốn chia cho người đó. Mà lấy một cái ví dụ nữa, đó là A và B. A và B có ba người con là C, D và E. Lúc còn sống thì A và B có nhà đất, nhưng mà cái nguyện vọng của A và B đó là nhà đất này sẽ để lại cho C và D có nơi sinh sống và làm nơi là thờ cúng ông bà. Chứ A và B không có nhu cầu để lại cái di sản đó cho E, bởi vì E là một người con mà trong quá trình chung sống với ba mẹ đó, nói chung là hay mắc nợ, rồi ba mẹ phải đứng ra trả nợ cho con. Rồi bản thân E thì cũng không có phải là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Thì ba mẹ là A và B đó, mục đích ban đầu của họ là họ không có muốn để lại di sản đó cho E. Rơi vào tay của E là có khi là bán luôn cái tài sản đó rồi, là không có đạt được ý nguyện gì hết luôn. Trong trường hợp này nếu như không có di chúc mà A và B không còn ba mẹ đó, có nghĩa là không còn ông bà nội, không còn bà ngoại đó, hàng thừa kế thứ nhất của A và B chỉ còn là C, D và E thôi. Lúc đó cho dù A và B có muốn hay không thì E vẫn được quyền thừa kế. Mà E được quyền thừa kế rồi, bắt đầu E quay về tìm C và D nói là giờ muốn lấy tiền. Muốn lấy tiền là dễ đó, còn có khi là E đòi là muốn lấy hiện vật nữa kìa, là muốn giữ nhà đó. E nói là bây giờ tôi là con, tôi có tư cách thừa kế, bây giờ C và D chia thừa kế cho tôi đi. Trong trường hợp đó C và D muốn giữ trọn vẹn cái tài sản đó để thực hiện ý chí, cái nguyện vọng của ba mẹ lúc còn sống đó, thì C và D phải bỏ tiền ra trả cho E cái phần thừa kế của E. Là trường hợp đó C và D có tiền nha. Còn trong trường hợp mà C và D không có tiền mà E nó cứ muốn chia, thì cuối cùng nó sẽ kiện đòi chia thừa kế. Nếu mà không kiện đòi chia thừa kế thì E nó tìm người mua, nó nói là bây giờ C và D không có tiền trả cho nó thì thôi giờ bán luôn căn nhà đi rồi chia. Rồi chia xong cái phần của mỗi người có đủ tiền để mua một căn nhà, một miếng đất mới hay không? Đó là một trong những cái hệ quả không mong muốn trong trường hợp không có di chúc đó các bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là nên lập di chúc khi nào?
Đối với câu hỏi này thì đa số mọi người sẽ có cái suy nghĩ là khi nào mình lớn tuổi thì mình mới lập di chúc. Nhưng mà thực tế nó không phải vậy các bạn. Trong bộ luật dân sự thì không có quy định về độ tuổi tối thiểu mà các bạn phải đạt được thì mới lập được di chúc ha. Ở trong luật không có nói là bạn phải là được 40 tuổi, 45, 50 tuổi gì đó thì bạn mới có quyền lập di chúc, không phải. Dưới góc độ của nhà làm luật thì chỉ cần các bạn có tài sản là các bạn có quyền lập di chúc để định đoạt cái tài sản của các bạn trong trường hợp các bạn qua đời thôi, chứ không có bắt buộc là mình phải lớn tuổi mới lập được di chúc ha. Và thực tế trong nghề nghiệp của mình đã giúp cho nhiều khách hàng lập di chúc. Khách hàng của mình có nhiều độ tuổi lắm, 20 mấy tuổi cũng có người liên hệ mình lập di chúc, rồi 30 mấy tuổi cũng có, 40 mấy tuổi cũng có, rồi cô chú 60 mấy 70 tuổi cũng có luôn. Bạn nào suy nghĩ lớn tuổi mới lập di chúc đó thì cái suy nghĩ đó không có đúng thực tế như lắm, và nó cũng không có cơ sở pháp lý nào nói về chuyện đó luôn. Và có một cái lưu ý đó là di chúc chúng ta lập rồi thì chúng ta có quyền thay đổi, chứ không phải là lập di chúc một lần cho cả đời để hoài vậy luôn, không được thay đổi ha. Trong luật quy định rằng đối với một tài sản nha, nếu như bạn có nhiều bản di chúc định đoạt một cái tài sản, cái di chúc hợp pháp gần nhất trước thời điểm người lập di chúc qua đời thì bản di chúc đó sẽ được ưu tiên áp dụng, chứ không phải là chúng ta lập di chúc một lần rồi cả đời không được thay đổi. Ở cái chỗ mà nên lập di chúc khi nào đó, mình hay nói vui với bạn bè của mình đó, dấu hiệu để nhận biết một người giàu trong nghề luật sư không phải là khách hàng đến sử dụng iPhone đời mới nhất, không sử dụng ốp lưng, mà là khách hàng tìm đến mình, tìm đến luật sư để lập di chúc bất kể độ tuổi. Và trong trường hợp khách hàng đến tìm mình lập di chúc mà độ tuổi khách hàng càng trẻ thì khách hàng càng giàu. Đó là cái vui thôi nha. Rồi các công việc của mình làm trong cái mảng thừa kế này như thế nào? Công việc mình hay làm đó là mình gặp gỡ khách hàng, mình nói chuyện, tư vấn về cái trường hợp của họ, họ được hiểu hơn về pháp luật thừa kế, và mình giải đáp cho họ những cái thắc mắc đó để họ đưa đến một quyết định là họ sẽ lập di chúc như thế nào, định đoạt tài sản ở làm sao. Nếu được thì mình sẽ lấy bản photo hồ sơ mà khách hàng giao cho mình, còn không thì mình sẽ chụp tại chỗ cái buổi nói chuyện với khách hàng, mình chụp giấy tờ tùy thân khách hàng, rồi thông tin tài sản khách hàng và thông tin của người nhận tài sản theo di chúc đó, rồi mình lấy cái bản thông tin hồ sơ đó về mình gửi cho bên công chứng. Mình sẽ nói bên công chứng là chuẩn bị một cái dự thảo, một cái bản di chúc, công chứng soạn xong rồi họ sẽ gửi cho mình sẽ đọc lại di chúc đó, đối chiếu với thông tin hồ sơ khách hàng, ok chưa, cần sửa cái gì thì mình sẽ sửa vô đó luôn. Sau đó mình sẽ gửi khách hàng đọc. Khách hàng đọc ok rồi thì mình sẽ báo bên công chứng là hẹn cái ngày để khách hàng đến và ký cái bản di chúc đó. Rồi cái ngày mà hẹn ra công chứng thì mình sẽ đến chờ khách hàng để hỗ trợ khách hàng trong quá trình lập di chúc đó. Và sau khi lập di chúc xong thì khách hàng có thể giữ một hoặc là hai hoặc ba hoặc nhiều bản tùy khách hàng lựa chọn. Còn đối với bản thân mình là người hỗ trợ khách hàng thì mình sẽ giữ thêm một bản di chúc. Và khi mình giữ một bản di chúc mà khách hàng đã lập đó thì mình cũng giữ kèm theo những cái giấy tờ pháp lý để sau này mà có cần sử dụng thì ít nhất mình có thông tin để sử dụng. Còn đối với những trường hợp nào được thì khách hàng sẽ sao y bản chính gửi cho mình những cái bản đó luôn. Cùng lúc với việc là lập di chúc xong thì mình sẽ cho khách hàng tóm tắt thông tin liên hệ của mình để trong trường hợp sau này những người thừa kế mà họ cần liên hệ với luật sư thì họ sẽ có thông tin của mình để mà liên hệ với mình. Và mình cũng có trao đổi với khách hàng là khách hàng có sẵn sàng cho mình thông tin liên hệ của những người thừa kế hay không, để sau này có cần liên hệ thì mình có thông tin liên hệ để mình liên hệ với những người thừa kế, mình biết thông tin là khách hàng của mình đang sao rồi mà tại sao mình không có liên hệ được. Chứ lúc đó mình cũng không có cho họ biết là khách hàng đang nhờ mình giữ một bản di chúc, trừ khi nào mình biết thông tin là khách hàng qua đời rồi mình mới báo cho cái bên người thừa kế biết là mình đang giữ bản di chúc đó, có cần thì liên hệ với mình để làm thủ tục. Ở dưới này có bạn hỏi mình là vậy thì trong trường hợp mà luật sư nghỉ việc hoặc là luật sư chết luôn thì sao? Quan trọng là cái người lập di chúc còn sống thôi các bạn. Luật sư đâu phải là luật sư làm một mình trên cuộc đời này đâu bạn. Luật sư sẽ làm ở công ty luật bằng một luật sư. Nếu mà mình nghỉ làm nghề luật sư luôn, mình không có làm luật sư nữa đó, thì mình sẽ bàn giao lại công việc đó cho luật sư đồng nghiệp của mình, hoặc là mình hỏi ý kiến khách hàng là khách hàng muốn làm sao, muốn lưu giữ tiếp hay không thì mình bàn giao lại cho luật sư đồng nghiệp. Hoặc là nếu khách hàng tin tưởng thì mình sẽ giữ tiếp không sao cả. Còn trong trường hợp mà mình không có bỏ nghề luật sư mà mình chỉ chuyển từ công ty luật này qua chỗ công ty luật khác làm thì mình sẽ mang theo những cái bản di chúc đó mình lưu giữ. Mình lưu giữ với tư cách là luật sư của khách hàng, cho nên là mình đi qua công ty mới thì mình đem theo mình lưu giữ thôi. Còn trong trường hợp xấu là luật sư qua đời luôn thì cái công ty luật và văn phòng luật sư mà luật sư đang làm việc đó, người ta sẽ có trách nhiệm làm việc với khách hàng liên quan đến cái việc lưu giữ bản di chúc đó, chứ không phải là nó kết thúc đâu các bạn. Nhưng quan trọng là về phía khách hàng thôi các bạn, bởi vì khách hàng cũng có giữ một bản di chúc, và trong trường hợp là bị thất lạc hết luôn rồi, chúng ta có thể liên hệ đến văn phòng công chứng để mà
trích lục những cái bản di chúc đó, hoặc là trong trường hợp không muốn trích lục, không muốn giữ bản sao nữa, thì cái người đó họ có thể lập lại di chúc mới. Bởi vì như mình nói đó, không phải di chúc lập một lần là sử dụng cho cả đời đâu. Chúng ta có quyền lập nhiều bản di chúc để định đoạt cái tài sản của mình, chứ không phải là nhất thiết là cả cuộc đời mình chỉ lập một bản di chúc đâu ha. Rồi, trên đây là toàn bộ những chia sẻ của mình liên quan đến ý nghĩa của di chúc và nên lập di chúc khi nào ha. Mình hy vọng video lần này sẽ có một chút xíu nào đó hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.